cho các bạn. Sắp tới là cái khoảng thời gian mà các em học sinh chúng ta phải học trực tuyến và giáo viên cũng dạy trực tuyến. Như vậy thì cái việc mà tạo cái mẫu Google Form nó rất là cần thiết trong những cái bài kiểm tra sắp tới cho các em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tạo cái Google Form theo những cái cách rất là đơn giản ha, những cái bước mà đơn giản tối thiểu để chúng ta tạo được một cái Google Form. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiến hành nha. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn mình tạo Google Form trên điện thoại. Đầu tiên chúng ta sẽ vào Google, chúng ta sẽ vào cái đường link là forms.google. .com. Rồi là đã ra được cái bảng cho mình rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái tiêu đề, ví dụ như là cái tiêu đề của mình là sơ yếu lý lịch chẳng hạn. Rồi mình mô tả cái biểu mẫu này, ví dụ như là mình nói là học sinh phải ghi đúng như trong giấy khai sanh chẳng hạn, giấy khai sinh chứ. Rồi sau đó câu hỏi thứ nhất mình ví dụ như mình sẽ chọn là họ tên học sinh. À đây thì mình học học sinh phải tự ghi, cho nên mình sẽ ở đây nó hiện sẵn cái trắc nghiệm nè, mình sẽ chọn lại, đó là câu trả lời ngắn. Rồi và cái này là cái bắt buộc học sinh phải điền vô. Mình bấm ở dấu cộng ở phía bên dưới này để tiếp tục cái mục thứ hai, ví dụ như là về giới tính. À giới tính thì mình sẽ cho trắc nghiệm cho nó, học sinh chọn cho dễ, ví dụ như là nam. Cái thứ hai thì mình cho là nữ, hay không thì thôi. Đó. Như vậy là giới tính nam hoặc là nữ, và mình cho là cái này cũng phải là điều bắt buộc. Như vậy thì học sinh sẽ làm. Mình tiếp tục, ví dụ như mình sẽ hỏi học sinh là có giấy chứng nhận bơi hay là chưa. À mình cũng sẽ chọn trắc nghiệm, ví dụ như cái đáp án thứ nhất của mình là có, cái đáp án thứ hai là không, hoặc là nếu mà không có giấy chứng nhận bơi hay là có cái khác thì mình sẽ cho học trò bấm cái khác, và mình sẽ chọn cái này là bắt buộc. Rồi mình sẽ hỏi tiếp, ví dụ như là mình sẽ hỏi bất cứ cái gì, rồi tùy theo, ví dụ như là sau khi học xong lớp 9 thì học sinh có nguyện vọng gì, ví dụ như là thi tuyển sinh, rồi cái thứ hai là học nghề, rồi cái thứ ba là ví dụ như là học giáo dục thường xuyên, hoặc là cái thứ tư là thêm cái khác. Và mình thấy là cái này học sinh trả lời cũng được hoặc là không trả lời cũng được, thì mình sẽ không có bấm cái bắt buộc này nè, bấm cái này là bắt buộc. Còn nếu như là không bắt buộc, khi mà mình bấm không bắt buộc thì người ta có quyền trả lời hoặc là không trả lời, nếu như mà không trả lời thì vẫn bấm gửi được. Còn khi mà mình bấm bắt buộc thì bắt buộc người ta phải trả lời, nó có cái dấu sao, không trả lời là không có cho qua. Rồi ví dụ như sau khi làm xong, à bây giờ ví dụ mình thêm cái câu hỏi là ví dụ như đây là hình gì, đây là hình gì, và mình chọn là phải trả lời ngắn chẳng hạn, và mình sẽ chèn cái hình vô ở bên dưới nè. À đây, ví dụ như tải lên
hay là máy ảnh, theo đó là Google ảnh đây. Ví dụ như ảnh mình có mấy cái ảnh, ví dụ như mình chọn ảnh này đi, ok rồi mình chọn chọn chèn rồi, như vậy là đã có cái hình ra rồi đó. À, đây là hình gì, rồi câu trả lời ngắn như vậy đó. Rồi mình sẽ làm tiếp. Ví dụ như sau khi một chút mình thấy là mình lật lại, mình thấy cái cột mà có giấy bơi này mình thấy là nó không cần thiết. Thì ở đây mình thấy nó có cái thùng rác nè, mình nhấn vô cái thùng rác thì nó bỏ đó thôi. Hoặc là sau khi mình nhấn vô cái thùng rác, ở đây nó có cái chữ hoàn tất nè, à mình thấy là ơi đã lỡ xóa rồi, còn không mà đã thì mình sẽ bấm lại nè, nó có cái chế độ xem trước đó, chúng ta sẽ xem nè, nó những cái nào mà đánh dấu sao là bắt buộc đây. À, cái nào mà mình chọn câu trả lời ngắn thì ở đây nó sẽ hiện câu trả lời, còn cái nào mà mình chọn trắc nghiệm thì nó sẽ có những cái vòng tròn cho người ta điền vô, hoặc là những cái này mà có cái mục khác là sẽ cho điền thì sẽ điền vô. Đây đây là hình gì thì nó sẽ ra cái hình đây. Nhưng sau khi làm xong thì bấm gửi thôi. À, ví dụ như mình không không điền gì hết, mình bấm gửi thử coi. Đây đây là câu bắt buộc nè. Thấy chưa? Rồi. Đó là sau khi mà mình làm xong như vậy thì mình sẽ bấm gửi. Nó sẽ có nhiều cách để mà mình gửi, ví dụ như là mình sẽ gửi qua Facebook, hoặc là mình sẽ tạo một cái link gửi cho email. Ví dụ như mình muốn gửi mail, cái form này gửi mail tới ai thì mình có thể gửi mail tới, hoặc là ở đây nó có cái dạng là đường liên kết. Đây đường liên kết nó hiện, ví dụ như cái đường này nó dài quá, bây giờ mình không thích, mình sẽ chọn cái nút là rút ngắn. À, URL thì nó sẽ hiện ngắn lại. Rồi bây giờ mình chỉ việc sao chép nó. Rồi bây giờ mình sẽ gửi, ví dụ như là mình sẽ vào Messenger, vào Zalo, mình sẽ vào một cái group nào đó mình gửi, thì mình chỉ việc dán vô đó và người ta sẽ gửi vậy thôi hà. Đơn giản như vậy. Rồi bây giờ sau khi mà ví dụ như mình đã gửi cho một cái nhóm nào đó và bây giờ mình muốn lấy cái kết quả thì như thế nào đây? Chúng ta sẽ mở vào cái phần Drive của mình. À, mà chúng ta sẽ bấm vào cái form mà chúng ta đã tạo. Và ở đây nó sẽ hiện một cái là câu hỏi một bên, một cái là câu trả lời. Như vậy là tất cả những người mà đã trả lời cho mình thì nó sẽ hiện vào cái chỗ câu trả lời này. Ví dụ như ở đây chưa có ai trả lời gì hết thì nó sẽ hiện là không có câu trả lời. Còn nếu có người trả lời thì nó sẽ hiện lên. Và sau đó chúng ta muốn lấy những cái câu trả lời này chúng ta qua cái bảng tính Excel thì ở đây nó có cái dấu cộng nè. Đây, bấm vô dấu tạo. Rồi, nó sẽ ra một cái bảng Excel. Nhưng mà tại vì mình ở đây là không có cái học sinh nào mà tạo như vậy hết, cho nên là mình cũng không có cái nào để mà xem. Đó là cách tạo Google Form trên điện thoại. Còn bây giờ sẽ tạo Google Form trên máy tính như thế nào? Máy tính thì sẽ dễ thấy hơn. Bây giờ mình quay ở trên máy tính thử coi như thế nào nè. Đối với máy tính thì đầu tiên chúng ta sẽ vào được cái Gmail của mình. Rồi sau đó chúng ta thấy có cái nhiều cái dấu chấm ở trên cái góc ở phía trên bên tay phải. Ta sẽ bấm vào. Ta sẽ chọn vô chữ Write. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái chữ mới và chúng ta sẽ chọn là Google biểu mẫu. À,
rồi đây, bây giờ ra ví dụ như là chúng ta sẽ tạo một cái tựa và chúng ta sẽ miêu tả cái tựa đề của mình. Và câu hỏi thứ nhất, ví dụ như là họ tên gì đó. Và ở đây thì mình sẽ chọn, ví dụ như họ tên, mình muốn học sinh nó tự viết ra, thì mình sẽ chọn là trả lời ngắn. Và đây là cái điều bắt buộc, thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần bắt buộc. Và chúng ta tiếp theo ô mới, thì đây sẽ bấm cái dấu cộng. Đây hiện cho chúng ta ô mới, ví dụ như chúng ta sẽ hỏi cái vị đó. Và ở đây chúng ta muốn cho trắc nghiệm, ví dụ như hỏi là giới tính. À, ở đây là nam hay là giới tính nữ gì chẳng hạn, hai cái thôi. Ta sẽ chọn trắc nghiệm. À, này N, hai chữ N giống nhau thì không được. Đó, rồi. Và chúng ta sẽ chọn cái này là bắt buộc. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thêm thôi. Y chang như là làm trên điện thoại. Rồi chúng ta cần cái gì và chúng ta muốn làm ở cái dạng nào. Có hai cái dạng phổ biến nhất, đó là dạng trắc nghiệm hoặc là dạng trả lời ngắn. À, sẽ có hai cái. Hoặc là ngày giờ, ngày với giờ, ví dụ như mình chọn ngày giờ chẳng hạn, để cho người ta chọn cho mình ra cái ngày giờ cho nó chính xác theo như ý của mình muốn. Ok. Rồi ví dụ như sau khi mình làm xong mà mình thấy không vừa ý thì ở đây cũng có cái thùng rác nè, mình xóa bỏ vậy thôi. Ok, như vậy là đã tạo một cái bản tính thành công. Rồi bây giờ, và xong thì mình bấm nút gửi. Đây có nút gửi, giống y chang như lúc nãy chúng ta làm trên điện thoại thôi. Mình gửi email, mình gửi cái mail này cho ai. Còn không là chúng ta sẽ bấm vô cái liên kết link nè. Đó, rồi cái đường liên kết, cái địa chỉ này nó dài quá, chúng ta có thể bấm vô cái chữ rút gọn. Rồi nó ra có một miếng thôi, rồi mình chọn vô sao chép. Rồi sau đó mình sẽ mở cái group của Zalo hay là Messenger gì đó, rồi chúng ta sẽ gửi vô đó. Hoặc là mình đăng bài lên, mình dán cái link này vô, mình đăng bài lên và mọi người sẽ thấy cái form này, người ta sẽ gửi thôi. Rồi bây giờ ví dụ như là mình có một cái form này đi. Ví dụ như mình có cái form này. À, cái form này mình có câu trả lời 21 câu trả lời đây nè. Ví dụ như mình bấm vô câu trả lời. À đây. À, câu trả lời thống kê sẵn cho mình luôn. Ví dụ như nè, giới tính nam hay nữ nè. À, thống kê sẵn cho mình phần trăm luôn. Ví dụ như là có 21 câu trả lời thì bao nhiêu phần trăm là nam, bao nhiêu phần trăm là nữ, nó có sẵn hết cho mình luôn. Đó. Rồi ví dụ như cái đây là cái bảng tính, còn bây giờ là mình muốn đem nó qua Excel thì ở đây nó có cái bảng dấu cộng này nè. Đó, xem câu trả lời trong trang tính. Đó, thì mình bấm đây. Đây, nó ra cái mẫu Excel cho mình luôn. À, thời gian. Mẫu không có tiêu đề sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 30 ngày. Nếu tệp này được chia sẻ, cộng tác viên vẫn có thể tạo bản sao của tệp cho đến khi tệp bị xóa vĩnh viễn. À, vậy chút nữa mình sẽ chọn cái tiêu đề thôi. Ok. Rồi, ở đây ví dụ như học sinh này. Đây, gửi ngày tháng nào, lúc mấy giờ, tên gì. Rồi, ngày tháng năm sinh nè. Rồi, nơi sinh, rồi nam hay nữ, họ, tên cha. Ví dụ như những tất cả những cái mục nào mà mình yêu cầu là nó có sẵn ở đây hết. Quá tiện lợi đúng không? Ok. Việc tạo một cái Google Form đơn giản nó cũng dễ thực hiện đúng không? Hy vọng là tất cả mọi người đều thành công với cái việc tạo nên một cái bảng, một cái Google Form nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.